Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch là sao hạng A vẫn có lúc bị đạo diễn khinh thường ra mặt. Ở thời điểm còn non và xanh thì không ít nghệ sĩ đình đám ở showbiz phải rơi nước mắt vì bị chèn ép. Không chỉ vậy, một số người còn bị đạo diễn khinh thường ra mặt, chẳng hạn như những ngôi sao dưới đây. Dương Mịch. Trước khi trở thành đỉnh lưu showbiz, Dương Mịch cũng phải đi lên từ những vai phụ, trầy trật từng bước để tìm chỗ đứng trong làng giải trí. Theo thông tin tìm hiểu được thì năm 16 tuổi, khi góp mặt trong bộ phim Hồng Phấn Thế Gia, Dương Mịch từng khiến đạo diễn không hài lòng vì mãi không khóc được, phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Vì đạo diễn tính nóng như kem này đã trách mắng mỹ nhân tam sinh tam thế nặng lời ở phim trường, khiến cô càng thêm áp lực, mãi chẳng rặn ra được giọt nước mắt nào. Có lẽ vì quá sốt ruột, đạo diễn còn trực tiếp tác động vật lý với Dương Mịch và kết quả là người đẹp này bật khóc chỉ trong vòng một nốt nhạc. Không biết có phải vì tuổi thân không? Sau này, nàng tiểu hoa đáng 8X mới chia sẻ rằng cô không chỉ được tặng cho 5 ngón tay xinh mà còn bị khá nhiều dấu vết khác nữa. Tuy nhiên khi ấy, Dương Mịch chỉ là một diễn viên vô danh, lại không có bối cảnh, thấp cổ bé họng nên chỉ đành im lặng chịu đựng. Chính những uất ức này đã khiến Dương Mịch quyết tâm vươn lên trong sự nghiệp, khiến hội anti cũng phải nể phục vì sự chuyên nghiệp hết lòng hết dạ vì công việc, thậm chí đôi khi còn rất tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nghe giang hồ đồn thổi thì khi ghi hình bộ phim Hồng Lâu Mộng, đạo diễn Lý Thiếu Hồng từng đánh giá Dương Mịch là miệng nói chuyện không lưu loát. Thế nên nữ diễn viên đã đi nhổ 4 chiếc răng ngay và luôn để khắc phục khuyết điểm khiến bao người phải thảng thốt. Giờ đây, nỗ lực của Dương Mịch đã được đáp đền xứng đáng. Hơn 15 năm qua, người đẹp vẫn luôn ngồi vững trên chiếc ghế đỉnh lưu showbiz và là sao nữ thành công nhất nhì thế hệ sau 1985 đó nha, Hồ Ca. Theo nhận định của một số khán giả, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Hồ Ca. Hình tượng chàng Lý Tiêu Dao nghĩa hiệp tiêu sái mà anh thể hiện được coi như kinh điển trên màn ảnh, khó ai có thể vượt qua nổi. Thế nhưng ít ai biết là khi ghi hình bộ phim này, ngày nào Hồ Ca cũng bị đạo diễn mắng cho tối mặt đó nha. Theo thông tin tìm hiểu được thì khi ấy Hồ Ca vẫn còn ngồi trên ghế trường Học viện Hí kịch Thượng Hải, mới chỉ có một ít kinh nghiệm biểu diễn kịch sân khấu học được ở trường. Chính vì vậy, nam diễn viên đã xử lý phân cảnh Lý Tiêu Dao dẫn Triệu Linh Nhi, Lưu Diệc Phi chạy trông rất khoa trương, thiếu tự nhiên. Thấy vậy, đạo diễn đã lớn tiếng trách mắng rằng, cậu bị sao vậy, nếu không biết diễn thì lượn đi, khiến cả ekip phải hết hồn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính sự nghiêm khắc của đạo diễn đã cho ra mắt một tác phẩm chất lượng, giúp Hồ Ca một bước lên mây trong sự nghiệp. Dĩ nhiên là sự nỗ lực học hỏi, tự hoàn thiện bản thân của nam diễn viên cũng là yếu tố không thể thiếu được rồi. Giờ đây, Hồ Ca đang là diễn viên thực lực được yêu mến của showbiz Hoa ngữ, được khán giả yêu mến, giới chuyên môn công nhận và còn lên ngôi thị đế của giải Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan nữa nè. Hy vọng là sự nghiệp của tài tử này sẽ ngày càng phát triển và khiến dân tình được mãn nhãn với những tác phẩm chất lượng. Triệu Lệ Dĩnh. Nếu thường xuyên quan tâm tới những thông tin về showbiz, hẳn các bạn đều biết nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh từng có khoảng thời gian 10 năm vật lộn với những vai quần chúng, mãi chẳng được khán giả nhớ mặt đặt tên. Thời đó, mỹ nhân tam x cũng phải chịu đựng không ít sự tủi thân, bị người khác xem thường đấy cả nhà. Có lần khi trả lời phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ, cô từng rơi lệ vì bị một vị đạo diễn phán rằng cô mãi mãi không thể làm nữ chính được bởi vì cái dáng vẻ chu miệng lên của cô trông thật lố lăng. Không chỉ vậy, nhiều người dùng những lời lẽ không hay và tỏ vẻ nghi ngờ, cô có biết đóng phim không thế? Thế nên Triệu Lệ Dĩnh mới hạ quyết tâm, tôi nhất định phải diễn thật tốt, phải trở nên nổi bật và sẵn sàng đổ bao mồ hôi nước mắt để có được sự nghiệp như ngày nay. Xin được tặng cho nữ hoàng rating showbiz cả nghìn cái like vì sự nỗ lực nhé!